Chào mừng các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong Thủy Tử Vi. Hôm nay tôi lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một video về phong thủy. Tuổi Mùi hợp với tuổi nào, màu gì, nghề gì, hướng nào theo phong thủy. Từ xưa đến nay, việc xem tuổi hợp tác làm ăn, kết hôn, chọn nghề nghiệp, hướng hay màu sắc theo phong thủy luôn được coi trọng. Mục đích của việc này là để mọi việc được tiến hành thuận lợi hơn, phát tài phát lộc hơn. Vậy tuổi Mùi hợp với những tuổi nào trong hôn nhân và làm ăn, hợp với nghề gì, hợp với màu nào, hướng nào, cây gì, số điện thoại nào? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi tham khảo để có những lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mình. Một, tuổi Mùi hợp với những tuổi nào trong làm ăn? Người tuổi Mùi tính tình ôn hòa nhưng lại có tư tưởng bảo thủ, lối suy nghĩ kém phần mới mẻ. Tuy nhiên người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và có khả năng phân tích nhạy bén. Trong công việc họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó thì tuổi Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Vậy tuổi Mùi nên kết hợp làm ăn với tuổi nào để có sự nghiệp thành công? Người tuổi Mùi với người tuổi Tý có thể miễn cưỡng hợp tác, nhưng nếu người tuổi Mùi đối xử với người tuổi Tý theo kiểu nghệ thuật thì hiệu quả công việc không được tốt cho lắm. Người tuổi Mùi với người tuổi Mão hợp tác làm ăn rất tốt, người tuổi Mão tinh danh có những lựa chọn đúng đắn và người tuổi Mùi lại rất chú tâm trong công việc công tác nên hợp tác chắc chắn sẽ có lợi. Người tuổi Mùi với tuổi Thìn, nếu hợp tác trong lĩnh vực nghệ thuật thì có thể được, nhưng người tuổi Thìn thường nắm trọng trách cao hơn người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi với người tuổi Tỵ có thể hợp tác bởi người tuổi Tỵ có thể hiểu được bản chất công việc nhưng đôi khi vẫn mắc sai lầm. Tuy nhiên người tuổi Mùi lại có thể chấp nhận được những sai lầm đó. Người tuổi Mùi với người tuổi Mùi, nếu hai người cùng tuổi Mùi hợp tác làm ăn thì cần phải thêm một người hỗ trợ bởi cả hai cùng không có khả năng kinh doanh. Đây không phải là sự hợp tác lý tưởng. Người tuổi Mùi với người tuổi Thân hợp tác tốt bởi người tuổi Thân tài cán hơn người, có thể gặt hái được thành công. Người tuổi Mùi với người tuổi Hợi hợp tác tương đối tốt, cả hai bên cùng có lợi. Người tuổi Hợi tài vận tốt mà người tuổi Mùi lại tận tâm tận lực giúp đỡ người tuổi Hợi nên sự nghiệp có thể phát triển được. Hai, người tuổi Mùi hợp với tuổi nào trong hôn nhân? Vậy trong tình yêu người tuổi Mùi hợp với tuổi gì, nên kết hôn với tuổi nào để có cái kết viên mãn? Hãy cùng tham khảo dưới đây. Nữ tuổi Mùi và nam tuổi Ngọ lục hợp. Con gái tuổi Mùi và chàng trai tuổi Ngọ là cặp đôi hoàn hảo. Kim ngọc lương duyên, tính cách hai người rất hợp với nhau, tuy có khác biệt nhưng có thể bù đắp cho nhau những khiếm khuyết riêng. Họ ngưỡng mộ đối phương, cũng rất hài lòng với tình cảm của người kia dành cho mình, sẵn sàng chung lưng đấu cật trên suốt chặng đường đời. Đàn ông sinh năm Ngọ vốn chủ động lạc quan, phụ nữ sinh năm Mùi lại dịu dàng đôn hậu, tình cảm yêu thương thắm thiết là động lực cho hai người cùng phấn đấu xây dựng gia đình. Đây là hình mẫu điển hình khi chồng đối nội, vợ đối ngoại, cuộc sống ổn định, hạnh phúc dài lâu. Sự khác biệt trong tính cách ngược lại là điểm cuốn hút giữa hai người, họ có chung quan điểm về cuộc sống và mục tiêu hướng tới trong tương lai. Nữ tuổi Mùi và nam tuổi Hợi tam hợp. Con gái tuổi Mùi có tiếng là hiền tục chu đáo, là người yêu, người vợ lý tưởng đối với đàn ông tuổi Hợi trung thực hiền lành. Khi ở bên nhau họ cảm nhận được sự an toàn và cảm giác ấm áp, luôn muốn trở về bên người kia mỗi khi xa cách nhau. Hai người này đều rất khoan dung độ lượng, mỗi khi gặp phải vấn đề họ đều bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện giải quyết một cách lý trí, không bao giờ cả giận mất khôn. Điểm tuyệt vời trong mối quan hệ của hai con giáp này là sự nhường nhịn, nuông chiều đối phương, sẵn sàng tha thứ để luôn có nhau trong đời. Đàn ông tuổi Hợi rất thấu hiểu lòng người và cô gái tuổi Mùi dịu dàng chu đáo. Nếu yêu nhau họ luôn khiến bao người ngưỡng mộ bởi sự gắn bó khăng khít không rời, tình cảm của họ đong đầy trong từng ánh mắt cử chỉ. Họ sẵn sàng vì tình yêu với đối phương mà cam tâm tình nguyện hy sinh, quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong từng miếng ăn giấc ngủ, cuộc sống gia đình hạnh phúc dài lâu. Nữ tuổi Mùi và nam tuổi Mão tam hợp. Trong tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi và tuổi Mão có sự tương hợp rất cao, là cặp đôi hoàn hảo để đi đến hôn nhân. Hai người này đều sống cảm tính, ôn hòa, nhã nhặn, lãng mạn bẩm sinh. Tình yêu giữa hai con giáp này luôn mang một màu hồng mơ màng, cuộc sống gia đình cũng tràn ngập yêu thương như thuở ban đầu. Chàng trai tuổi Mão có tiếng là thông minh, dũng cảm, là người đàn ông đáng tin cậy, có thể nương tựa trong suốt cuộc đời. Còn cô gái tuổi Mùi thì mị nết na, là người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình. Họ yêu thương và trân trọng lẫn nhau, luôn tỏ ra lý trong mọi chuyện. Hai con giáp này luôn muốn có một gia đình hạnh phúc ổn định. Họ cũng có chung một lý tưởng và quyết tâm phấn đấu vì tổ ấm gia đình, quan tâm và thông cảm cho nhau,
luôn nhìn vào mặt tích cực của đối phương để bỏ qua những lỗi lầm không quá lớn. Khi đã ở bên nhau, sự lạc quan yêu đời của hai con giáp này sẽ khiến mọi khó khăn trong cuộc sống dường như tan biến. Vợ chồng động viên cổ vũ nhau vượt qua gian khó trong cuộc đời, tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào mỹ mãn. Nam tuổi Mùi và nữ tuổi Ngọ lục hợp. Tử vi nói rằng hai người này tâm ý tương thông, là cặp đôi sẵn sàng nắm tay nhau đi khắp thế gian. Tình yêu thương và chia sẻ giúp nam tuổi Mùi và nữ tuổi Ngọ có hôn nhân cực kỳ bền vững. Tuổi Mùi là người đàn ông cầm tinh con dê, là người giàu cảm xúc, tính cách ôn hòa, bình lặng, là người chồng, người cha mẫu mực, luôn quan tâm chăm sóc cho vợ con. Phụ nữ tuổi Ngọ lạc quan vui vẻ, nhân hậu và thấu hiểu lòng người, là mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, cá tính và vô cùng quyến rũ. Thâm tâm người chồng luôn mong muốn mọi tình cảm của vợ chỉ luôn luôn hướng về mình, song bề ngoài vẫn luôn dành cho vợ sự tự do phát triển, có quyền tự do trong cuộc sống của mình. Sự khéo léo đó khiến trái tim của vợ dù đi xa đến đâu cũng luôn nhớ về nhà. Hai người cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đầm ấm, thỏa mãn với những gì mình đang có. Nam tuổi Mùi và nữ tuổi Hợi tam hợp. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo. Trong tử vi 12 con giáp, họ không bao giờ tranh cãi, mỗi người đều giảm bớt cái tôi của mình và mong muốn làm hài lòng người kia. Nam tuổi Mùi và nữ tuổi Hợi là những người luôn hướng về gia đình, hôn nhân của họ rất êm ấm, hài hòa, hiếm khi xảy ra xung đột. Đàn ông tuổi này tính tình nhã nhặn, đôi lúc có chút rụt rè, nhưng đa phần đều có thể vượt qua và thành công trong cuộc sống. Cô gái tuổi Hợi phóng khoáng thân thiện, suy nghĩ thực tế, lại giỏi giao tiếp, luôn khát khao về tình yêu và hôn nhân hạnh phúc. Sự lãng mạn của đàn ông tuổi Mùi vừa hay thỏa mãn những mong muốn của cô gái tuổi Hợi, khiến cuộc sống gia đình của họ luôn mới mẻ và vui tươi. Hai người đều thỏa mãn trong hạnh phúc gia đình. Nam tuổi Mùi và nữ tuổi Mão tam hợp. Hai con giáp này tạo nên một cặp đôi khiến bao người thầm mơ ước. Họ đều là những người biết suy nghĩ, có tâm tư trong sáng, ngọt ngào, biết cách quan tâm và chăm sóc cho người khác. Tính cách hòa hợp giúp họ có cuộc hôn nhân hạnh phúc và ngọt ngào. Sự chân thành lãng mạn không kém phần tinh tế của đàn ông tuổi Mùi đã chinh phục được trái tim của cô gái tuổi Mão. Giỏi giang cá tính, người chồng luôn tự hào vì có người vợ đảm đang, hiền thục, còn người vợ thì ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và quyết đoán, thông minh, linh hoạt của người chồng. Hai con giáp này hợp nhau trong mọi chuyện, họ hiểu người kia muốn gì và sẵn sàng thỏa mãn cho đối phương. Cuộc sống gia đình hạnh phúc giúp họ có thêm động lực để phấn đấu và phát triển sự nghiệp riêng. 3. Tuổi Mùi hợp với màu gì? Trong phong thủy, màu sắc có vai trò quan trọng trong việc cân bằng âm dương của mỗi người. Vì vậy, việc xem màu hợp với tuổi để mua xe, mua nhà hoặc mua trang sức là việc nên làm để kích tài lộc, tương trợ bản mệnh. Việc lựa chọn màu sắc hợp phong thủy cũng mang đến nhiều may mắn, tài lộc dành cho người tuổi Mùi. Tuổi Quý Mùi sinh năm 1953 hợp với màu đen, xanh dương, xanh lá cây. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hợp với màu nâu, màu vàng và màu trắng. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 hợp màu đen, xanh dương và trắng. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 79 hợp với màu đỏ, cam, tím và xanh lá cây. Tuổi Tân Mùi sinh năm 91 hợp với màu đỏ, cam, tím, vàng và nâu. Người tuổi Mùi hợp với nghề gì đem lại thành công, sự nghiệp thành đạt? Với tâm hồn lãng mạn, phong phú bay bổng của mình, người tuổi Mùi sẽ phù hợp nhất với các lĩnh vực nghệ thuật. Không ít những người trong số họ trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên tài năng và nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Người tuổi Mùi đòi hỏi những công việc suy ngẫm tỉ mỉ, sức thấu hiểu tâm lý người khác và mang tính chất tích cực, lạc quan, được xem là khá phù hợp. Do tính cách ôn hòa, nhẹ nhàng, ổn định nên nghề giáo viên, nhân viên văn phòng cũng thích hợp với người tuổi Mùi. Người tuổi Mùi không thích sự mạo hiểm, khám phá, vì vậy những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và cạnh tranh khốc liệt như buôn bán, thể thao đều không phù hợp với họ. Ngoài ra, với bản tính cả tin, dễ bị lừa gạt, họ không nên ở trong lĩnh vực kinh doanh hay hợp tác đầu tư lớn trên thị trường. Lời khuyên cho người tuổi Mùi là nên đặt niềm tin đúng chỗ, nếu không sẽ bị kẻ xấu lợi hại, lừa gạt. 5. Tuổi Mùi hợp với hướng nào? Những người tuổi Mùi muốn mua nhà nên chọn hướng nhà như thế nào là tốt. Không phải ai cũng có đủ kiến thức về phong thủy để có thể tự lựa chọn cho mình. Sau đây là những thông tin cơ bản về cách lựa chọn hướng nhà của người tuổi Mùi. Tuổi Quý Mùi sinh năm 43 hợp với các hướng: hướng Tây Nam, củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu; hướng Tây, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài; hướng Tây Bắc, may mắn trong thi cử, củng cố sức mạnh tinh thần, đem lại sự tiến bộ của bản thân; hướng Đông Bắc, cải thiện sức khỏe, trường thọ. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hợp với các hướng: hướng Đông, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài; hướng Bắc, hòa hợp với các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu; hướng Đông, sức khỏe viên mãn, trường thọ; hướng Nam,
tăng sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong học tập thi cử. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, hợp với các hướng, hướng Tây Nam, củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, hướng Tây thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài, hướng Tây Bắc may mắn trong thi cử, củng cố sức mạnh tinh thần, đem lại sự tiến bộ của bản thân, hướng Đông Bắc cải thiện sức khỏe và trường thọ. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 79, hợp với các hướng, hướng Đông thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài, hướng Bắc hòa hợp với các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, hướng Đông Nam sức khỏe viên mãn, trường thọ và hướng Nam tăng sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong học tập thi cử. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, hợp với các hướng, hướng Đông thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài, hướng Bắc hòa hợp với các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, hướng Đông Nam sức khỏe viên mãn, trường thọ, hướng Nam tăng sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong học tập thi cử. 6. Tuổi Mùi hợp với cây gì? Người tuổi Mùi thường có vận tốt và may mắn về sau. Tuy nhiên thời trẻ họ thường gặp nhiều khó khăn và bấp bênh trên đường công danh sự nghiệp nên gặp nhiều sai lầm. Người tuổi Mùi hơi có tính do dự, không có tính quyết đoán và thường hay lo nghĩ. Để khắc chế những điểm yếu này nên chọn những loại cây hợp với mệnh của mình để giúp tài lộc hạnh phúc kéo vào nhà. Dưới đây là một số gợi ý cây phong thủy hợp với người tuổi Mùi. Tuổi Quý Mùi sinh năm 1943, mệnh mộc. Người tuổi Quý Mùi là những người thuộc mệnh mộc, mà theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì thủy sinh mộc. Vì thế để thu hút tài lộc cho gia đình mà nên chọn những cây cảnh có màu lá cây hoặc màu hoa là màu xanh nước biển, xanh dương thuộc thủy hoặc màu xanh lá cây thuộc mộc. Bên cạnh đó, do kim khắc mộc nên tránh mua những cây cảnh có màu hoa và có nhiều màu trắng thuộc kim. Nếu không, đây sẽ là nguyên nhân để tiêu tán mất tài lộc và may mắn của bạn. Một số loại cây cảnh Quý Mùi nên chọn như cây thiên tuế, vạn tuế, ngọc ngân, kim ngân, phát tài, lộc vừng, sung xanh, tình yêu, hoa hồng xanh, lưu ly cẩm tú cầu, vân vân. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, mệnh kim. Khi hỏi người tuổi Mùi hợp cây phong thủy gì cho hợp mệnh, đặc biệt là tuổi Ất Mùi mệnh kim, có nghĩa là phải chọn lại cây phù hợp với mệnh kim. Theo ngũ hành tương sinh thì thổ sinh kim, nên chọn cây cảnh có hoa, có lá màu vàng hoặc nâu thổ hoặc màu trắng thuộc kim để giúp nhiều may mắn, giúp gia đình nhanh chóng giàu sang và luôn ấm êm hạnh phúc. Kim khắc hỏa, đó là nguyên nhân bạn tránh mua những cái cảnh có màu lá của hoa màu sắc đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành hỏa nếu không muốn rước xui xẻo và bệnh tật vào nhà. Gợi ý cái cảnh có thể mua là các cây như cây may mắn, cây cọ nhật, cây đế vương, cây phát tài, cây trúc phát tài, cây sen đá màu nâu, cây ngọc ngân, cây bạch mã hoàng tử, cây công nhật. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mệnh thủy. Người tuổi Đinh Mùi là người mệnh thủy, mà kim thì sinh thủy. Vì thế, để tiền bạc luôn chảy vào túi như nước, may mắn luôn vào cửa, bạn chỉ nên chọn những loại cây cảnh có màu lá, màu hoa trắng thuộc kim hoặc màu xanh nước biển, xanh dương. Ngoài ra, do thổ khắc thủy, bạn nên tránh mua những cây cảnh có hoa lá màu nâu, màu vàng thuộc thổ, gia chủ nếu không muốn rước họa vào nhà. Những cây cảnh có màu sắc phù hợp người tuổi Đinh Mùi có thể chọn như cây hoa giấy màu trắng, cây lan ý, cây thiên thanh, cung điện vàng, lan chi địa, lan trắng, lưỡi hổ phát tài, cẩm tú, lưu ly, vân vân. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 19 thuộc mệnh hỏa. Người tuổi Mùi trồng cây gì cho hợp mệnh? Nếu người đó là tuổi Kỷ Mùi, đây là những người thuộc mệnh hỏa. Do đó, gia chủ nên mua những cây cảnh trang trí có hoa lá toàn màu xanh lá cây thuộc mộc hoặc màu đỏ cam hoàng tím thuộc màu của mệnh hỏa, đem lại nhiều may mắn tài lộc. Vì mộc sinh hỏa và hỏa lại hợp với hỏa, thủy khắc hỏa nên tránh mua và trồng lại cây cảnh có màu xanh dương, màu đen để phòng những điều xấu ảnh hưởng đến tiền tài và công ăn của gia đình. Như vậy, chủ nhà Kỷ Mùi nên mua những cây cảnh mang lại tài lộc như cây tùng, cây trúc, cây mai, kim ngân, kim tiền, phát tài, hồng môn, trạng nguyên, cây tre, cây chân đào, cây bạch mã hoàng tử. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, mệnh thổ. Người tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, vì thế gia chủ nên mua trồng những cây cảnh có màu hoa lá là màu đỏ, hồng, cam, tím thuộc hỏa vì hỏa sinh thổ, hoặc màu nâu vàng thuộc bản mệnh thổ sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho gia đình và công danh sự nghiệp về tiền tài. Người mệnh thổ như tuổi Tân Mùi cần tránh chọn mua những cây trồng cây cảnh có hoa lá cảnh màu xanh lá cây thuộc mộc do mộc khắc hỏa để không gặp vận hạn đen đủi ảnh hưởng đến tiền tài và danh vọng. Một số cây cảnh phù hợp với người tuổi Tân Mùi như cây sông đời, cây hoa sứ đỏ,
cây hoa giấy, cây hồng môn, cây hồng, cây hoa lan tím, trạng nguyên, phản lộc, vân vân. 7. Tuổi Mùi hợp với những con số nào? Trong ngũ hành, tuổi Mùi thuộc hành mộc, mộc sinh hỏa và thủy sinh mộc, nên tuổi Mùi hợp với các số thuộc hành mộc, hỏa và thủy. Sử dụng các số điện thoại có số đuôi là 3 và 4 sẽ mang lại tứ vận đào hoa vượng, nhân duyên khác giới tốt đẹp cho người tuổi Mùi. Số 0 và số 9 thuộc ngũ hành thủy, thủy sinh mộc, người tuổi Mùi nên càng thêm vượng, tài lộc cũng dồi dào, gặp nhiều may mắn và tiền bạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được video mới nhất. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.